Cha đúng là rắc rối, suốt ngày bắt người ta quét dọn. Có nhiều bụi như vậy, nếu ở trên đời này không có bụi thì hay biết mấy. Nếu ở trên đời này không có loại người như mày thì hay đấy, suốt ngày chỉ biết có biết có chơi mà thôi. Cha ơi, chẳng qua là con làm việc mà không quên đưa chơi thôi. Cha, hôm nay có tiết mục gì không? Mày đã lau chùi cương thi chưa? Dạ chưa. Vậy thì đi đi. Khoan đã, lúc lau chùi cương thi thì không được đùa giỡn, nhất là cái cương thi ngủ đó. Ông ta là đệ nhất đại lực sĩ của Thanh Triều, và lại là đồng tử thi, chưa có vợ, chưa có chung trại với phụ nữ qua, quý lắm. Đi đi. Ba cái thứ đồ cổ này chả có tích sự gì cả, cho dù lao chùi cách mấy thì cũng có sống lại được đâu. Chết mà không chịu nhắm mắt, mày quên tao hả? Tao móc mắt mày. Suốt ngày cứ ăn cắp đồ ăn. Cho mày nè, còn lâu. Sao cái mùi gì mà kỳ vậy? Không lẽ bị hỏng rồi? Cha của mày nhờ có một sức khỏe phi thường, một trí tuệ thông minh nên mới phát minh được cái cỗ máy này. Nếu như cuộc thí nghiệm mà thành công thì có thể sử dụng trí tuệ của loài người để điều khiển hành động của cương thi. Có vĩ đại hay không? Dạ, vĩ đại lắm. Mày còn đứng đó làm gì? Khiêng cương thi qua đi. Cương thi nào? Cương thi ngủ. Càng lúc càng ngu. À, con nhớ ra rồi. Cương thi mà không có mùi tử khí thì vô dụng. Nhưng mà cương thi ngủ thì lại khác đó. Bởi vì cương thi ngủ không có suy nghĩ, không có tư tưởng, lúc đó sẽ trở thành là cương thi hữu dụng. Trời, đây là cái ký hiệu gì vậy? Đây là ký hiệu của máy điện tử. Tổ tiên của chúng ta đã phát hiện từ lâu rồi, nhưng mà rất tiếc không có ai phát triển nó. Vì đây là điện. Điện à? Thế còn cái chữ gì mà nó dài lòng thông thế này? Đây là cái hiệu. Nhiều chữ như vậy chắc là hiệu tốt á. Đương nhiên là tốt rồi. Người nước ngoài người ta gọi là danger, còn người Trung Quốc gọi là điện trở. Cái máy này hoàn toàn nhờ cái máy phát điện này mà có điện đấy. Trời, chắc là cha vẫn đang mò mẫm đấy phải không? Đúng vậy, khoa học và máy tính đều bắt đầu từ sự mò mẫm mà ra. Nhưng mà bên khoa học, người ta mò mẫm một cách công khai, nên khoa học mới ngày càng tiến bộ. Còn mê tính thì mò mẫm một cách âm thầm, cho nên mới bị người ta khi dễ là như thế đấy. Cái máy phát điện này cha phải tốn nhiều công sức năn nỉ cái ông giáo sư mua từ nước ngoài về đây đó. Ứng rồi đó.
Cha ơi, cương thi lại hết hoạt động rồi. Con chuột, nó có cái bộ não nhỏ như vậy, nó không có cái tư tưởng gì mạnh, phải tìm một con người để thử đi. Tao cũng nghĩ như vậy. Chừng nào? Bây giờ à? Thế lấy ai để thử? Con của Khổng Bình. Con của Khổng Bình lần này nó chết rồi. Vậy là con à? Não của con nhỏ lắm. Não mày không nhỏ, nhưng lá gan của mày nhỏ thôi. Chuột không sợ mà mày sợ cái gì? Bỏ tay xuống, coi chừng việc đi bây giờ. Thế có nguy hiểm không? Không nguy hiểm đâu. Thế có xảy ra sai lầm không? Không đâu. Đúng là xui thật. Tôi thành công rồi. Thành công rồi. Rất may là cương thi không sao. Thật là quá đáng. Cha chỉ quan tâm đến cương thi mà không quan tâm đến mình. Đụng vô đầu ông bây giờ. Cha không sao chứ? Không sao. Bỏ tay xuống đi. Bỏ xuống. Tại sao lại thế này? Lúc nãy con nghĩ cái gì? Con nói đụng vào đầu ba. Nghĩ thêm lần nữa đi. Thành công rồi. Thành công rồi. Bây giờ con hãy đứng yên. Hãy dùng tư tưởng mà điều khiển nó. Ra bên ngoài, nhìn lên. Làm cho nó dừng lại đi. Dừng lại. Sao nó đi khó coi quá biết. Mày nghĩ cái gì biết? À, con nghĩ đến các cái cô gái đang đi chơi đó mà. Nghĩ ngợi linh tinh. Bây giờ rất là nguy hiểm. Nếu mà nó giữ lên đó hả, thì không thể giải quyết nó được đâu. Thế thì càng hay. Con sẽ điều khiển cho nó đi quậy. Mày đừng có đùa nha. Nó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng một giờ thôi. Mau cất nó lại đi. Tao đi thông báo cho mẹ mày biết. Tại sao cứ nói là mẹ của tôi mà không nói vợ của ông? Cha ơi, có sao không vậy? Mày thử té như tao mày sẽ biết thôi. Coi tướng coi tai cho nhiều người, nhưng trong gia đình thì không linh. Xin hỏi coi bói hay là tính số bổn mạng? Coi là coi cái gì mà tính là tính cái gì? Ở đây coi bói tính toán số bổn mạng hay là bấm số tử vi, chuyện gì cũng được cả. Nhưng lúc mẹ không có ở đây, mình làm một cú mới được. Coi bói. Mời ngồi. Tao chưa ngồi mà mày dám ngồi à? Vâng, thưa đại ca.
Không biết hai vị đây muốn coi cái gì? Muốn coi vận hội của ngày hôm nay. Tao chưa nói mà mày dám nói à? Vô tôi đợi cả. Xin hỏi ai coi trước? Đương nhiên là đại ca tôi coi trước. Tao nói hay là mày nói? Đại ca nói. Mày coi trước. Ngồi xuống. Tôi coi trước. Vậy anh lấy khỏe hay là tính xấu bổn mạng? Nhất định phải linh. Nếu không linh thì tôi sẽ trở mặt đấy nha. Linh hay không cũng không đưa tiền. Câu này mày nói trúng rồi. Hãy coi vận hội ngày hôm nay của tôi. Vừa muốn linh vừa muốn nhanh. Vậy thì tôi sẽ dùng mai hoa dịch số để tính vận hội ngày hôm nay của ông. Lấy quẻ căn bản là 5. Lúc nãy ông bị đánh 3 cái. Thượng quẻ là 5, hạ quẻ là 3. 5 cộng 3 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. Vô trung sanh hữu chi quẻ tượng, quẻ tượng trung ngũ hành hữu kim. Hôm nay ông sẽ được vàng. Được vàng à? Phát tài rồi. Có thật hay không gì? Lời nói chưa dứt, quẻ tượng đã có số không? Có, tức là không. Nói nhảm. Không phải là nói nhảm đâu. Đầu tiên ông được vàng, cuối cùng ông lại mất vàng. Có linh hay không gì? Không linh, không lấy tiền. Còn tôi thì sao? Quẻ căn bản vẫn là 5. Anh là đại ca. Quẻ hạ là 1. 5 cộng 1 trừ 8 bằng âm 2. Vì là sao? Tôi không dám giấu nha. Đại ca, hôm nay thế nào anh cũng bị người ta đánh đó. Tao bị đánh à? Tao mà bị người ta đánh. Nó nói tao bị đánh kìa. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Tao cảnh cáo mày, bây giờ tao đi uống cà phê. Nếu như mày nói linh thì không sao, còn không linh thì mày sẽ chết đấy. Chúng ta đi. Mẹ nào con nấy mà. Mẹ chứ, mày tưởng đâu hôm nay mày nhặt được vàng thật hay sao? Tôi đúng là có vàng rồi. Khẩu súng bằng vàng. Đưa đây. Của tao. Đúng là vàng thật đấy. Mới lấy được. Bây giờ lại mất. Như con bé đó rất là linh. Linh thì sao? Linh thì anh sẽ bị đòn. Ai dám đánh tao? Đánh nó. Mày to gan thật đó. Dám lấy khẩu súng vàng của tao. Ôi đúng là linh thật đó. Cái gì linh? Đại ca và tôi hôm nay đi coi bói. Cô ta nói. Tao vẫn chưa nói mà mày dám nói à? Cô ta còn nói coi bói, coi tướng bấm tự gì, cái gì cũng linh cả. Linh lắm đó. Lợi hại như bìa. Vâng, xử bắn. Lợi hại mà cũng xử bắn à? Mẹ kiếp, phải tranh thủ đánh nó lại. Nếu bị xử bắn rồi thì không còn cơ may để trả thù. Dẫn đi. Truyền lệnh của ta, tất cả phải mặc thường phục. Tất cả mặc thường phục. Kể cả mày cũng phải mặc thường phục. Coi bói linh lắm hả? Để xem mày linh hay tao linh. Không linh thì sẽ bắn đó. Bước đi, bước. Nhìn cái tướng là biết tới quậy rồi. Mày hãy coi tao quậy bả như thế nào. Này, xếp hàng đi chứ. Xếp cái con khỉ. Mời ngồi. Xin hỏi ông muốn coi như thế nào? Bà muốn coi thế nào thì cứ coi như vậy đi. Đi phiền ông ghi bổn mạng của mình vào đây. Bổn mạng à? Chuyện đó thì quá dễ. Xong rồi. Ông viết chữ nhân mà. Thì đúng là chữ nhân.
xin hãy bỏ qua cho tôi nhé. Cái nét chữ ông viết quá là xấu đấy. Bà nói cái gì? Nhưng mà cái chữ nhân này viết rất là có khí phách, có quyền lực. Cho dù ông làm nghề gì đi nữa thì cũng có quyền lực. Thế thì tôi làm nghề gì nào? Là quân chánh đại nhân. Ông đã xem đây này. Chữ nhân kế bên là chữ đại, có nghĩa là đại nhân. Như vậy, ông đã vừa ý chưa đại nhân? Chưa vừa ý. Tôi cũng biết một chữ nhân. Mời ngồi. Phiền anh viết vào đây. Không được viết vào đây. Tôi là người như thế nào? Đây là thủ. Chữ nhân viết dưới chữ thủ. Có nghĩa anh đây là thủ hạ của đại nhân. Đại nhân, vừa ý chưa? Chưa vừa ý. Qua đi. Đây là ân nhân của tôi. Tôi sống được là nhờ ông ta, có đúng không đại nhân? Nào, hút thuốc đi đại nhân. Hút đi. Hút. Thế ông muốn viết chữ gì? Viết chữ nhân. Chữ nhân. Mời viết vào đây. Không, khỏi viết nữa. Nói miệng được rồi. Vì để tôi nói nha. Cho dù vị này là đại nhân của đại nhân đi nữa thì cũng không phải là quý nhân. Vì chứ là cái gì? Là phạm nhân. Sao bà lại biết? Chữ nhân nằm trong chữ khẩu là cái gì nè? Thế là cái gì? Không dám. Chữ nhân nằm trong chữ khẩu như là con người bị giam trong tù vậy. Đại nhân, đã vừa ý chưa? Bại phục. Khẩu trung nhân, đứng lên. Đứng lên, xử bắn. Đi. Bà giỏi lắm. Đi. Bà giỏi lắm. Trời, bên mẹ thì đông khách, còn bên mình thì ế đến nỗi chỉ có đập rùi mà thôi. Mày mới đập rùi, tao đang luyện công. Chưa mở hàng hả? Bà làm sao mà sánh bằng tôi được? Một người thôi rồi, tôi đủ sợ 3 năm rồi. Buồn đến nỗi ngồi đập rùi đấy phải không? Đúng là chán thật đấy. Đâu phải đập rùi, đang luyện công đấy. Có đúng không cha? Ôi, cái con rùi này to quá. Chính xác thật đấy. Hai cha con đúng là sĩ diện. Mẹ mày nói đúng. Hơn một năm trời không có ai tới mở hàng. Đúng là buồn thật đó. Hay là mình đi tìm Mai vui vẻ đi. Được. Mai vui vẻ. Lại muốn vui vẻ của tôi rồi. Mà vui vẻ. Mình phải tàn hình cái đó. Ông giỏi thật đó, ông lại tàn hình nữa rồi. Đừng có cho họ biết nha. Chào cha. Xem ra nó cũng đâu có ngủ tàn hình rồi mà biết cầm cây dù. Kiểu mình, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Cha ơi, rốt cuộc cha không đã đợi được rồi. Đợi cái gì? Có khách đến nhờ cha bắt ma. Bắt ma. Ma gì đi? Không phải ma mà là cương thi. Cương thi? Cái con cương thi này nó hoành hành dữ lắm. Nó làm náo loạn cả một vùng. Vì là cương thi nổi can phải không? Đúng vậy. Tôi đã tìm nó mấy chục năm rồi. Rốt cuộc không đã tìm được. Dương Quynh à, bây giờ nó đang ở đâu? Nó đang ở thôn nhà Trần. Bây giờ tôi xin phép về để trị thương mà. Xin mời Dương Quynh bảo trọng nha. Hẹn ngày tái ngộ. Trúng mánh rồi. Vì là trong bộ sưu tập của mình lại thêm một cương thi nữa. Phen này thì Khổng Bình rơi vào quỷ kế của chúng ta rồi. Nam có Khổng Bình, Bắc có thiên hạ để nhức mao, làm cho anh em mình phải khốn đốn. Chúng ta phải lợi dụng cương thi này để tiêu diệt chúng nó.
Cái con cương thi nội can này đã có hàng ngàn năm lịch sử rồi, do sư tổ của tôi đích thân bắt được. Nó lợi hại như thế nào nào? Tôi không chính mắt nhìn thấy, nhưng mà tôi biết cái con cương thi này nó rất là xui xẻo đó. Xui xẻo như thế nào? Sau khi sư tổ của tôi bắt nó xong rồi thì xui cho đến ngày hôm nay. Sư tổ của ngươi vẫn còn sống, sống mấy trăm năm mà còn xui cái nỗi gì nữa? Sau khi ông bắt con cương thi này rồi thì bị gãy tay, gãy chân, bị tàn phế, thế mà vẫn không chết được. Tôi hỏi các ông, già rồi mà không chết có phải là xui không? Khổng Bình nếu mà bắt được con cương thi này nó cũng sẽ xui, mà bắt không được thì chúng ta sẽ cười nhạo vào mặt của nó, vậy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ xui thôi. Cái con cương thi này không có gì có thể ngăn cản nó được, nó chỉ sợ máu gà trống và củi mục mà thôi. Để cho chắc ăn, chúng ta sẽ vẽ hắc giáo bí thuật lên trên người của nó cho tăng phần dữ tợn. Để cho chắc ăn hơn nữa, chúng ta sẽ đổ hoàng đồng ngũ độc thủy để cho nó độc càng thêm độc. Để cho nó càng chắc ăn hơn nữa, chúng ta sẽ trộn máu của chúng ta để cho nó dữ càng thêm dữ. Đúng đấy, đưa tay ra đây. Của người đâu? Sao nhiều máu quá vậy? Thế còn của ông đâu? Tôi thì khỏi. Hai người thấy chưa? Càng lúc càng lợi hại. Lợi hại, rất lợi hại. Mày không nhìn thấy phía trước có một cỗ quan tài à? Đâu có, con chỉ nhìn thấy lưng của cha thôi. Lấy đồ nghề. Đừng có đi theo tao nữa nha. Thế nào, cương thi ở phía trước kìa. Bảo thủ ở phía sau. Ở đâu? Ở... A Xì thì xoay mặt qua hướng khác. Tản ra đi tìm nhé. Ở đâu nhỉ? Rõ ràng là nhìn thấy nó ở phía sau mà. Thế nào rồi? Tao đã bảo Axi thì xoay mặt qua hướng khác mà. Con cương thi này quả nhiên mô đen. Thì ra con cương thi này có khí tảng.
Tao đã bảo đừng có đi theo mà. Trời, cứu con với. Trời, cứu con. Tiểu Minh, coi chừng. Tiểu Minh. Nằm xuống. Trời, con đến đi. Mày còn xô nó qua bên tao làm gì, đồ chết tiệt. Trời, cứu con với. Trời, có phải đốt nó không? Đốt cái đầu mày, mang nó về nghiên cứu. Đi. Tiểu Minh. Chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đinh Quang Tài có thể trị được nó. Xong rồi. Cha ấy, tại sao Đinh Quang Tài lại có thể trị được nó vậy? Bởi vì ở đây có máu gà trống. Máu gà trống à? Và con gà này nó già 500 năm rồi. 500 năm, sao cha biết? Ngửi được mà. Đồ cổ, đúng là đồ cổ. Tuy là xấu thật, nhưng mà có giá đấy. Vũ đạo xả đi, trao yang khí. Quyền Nhân Định niệm thiên quân đăng khí. Liễu Chí Tổ Yêu đăng sa khí. Sơn Mộ Đỉnh Khí, Nam Hậu Đỉnh Phệ. Cha ơi, nó đã hết cục cửa rồi, cha còn lấy hai cái cây kẹp vào người đó cũng bằng thừa thôi. Mày mà biết cái gì? Đây là loại cường thi, súp bè cường thi. Đinh Quang Tài, máu gà chỉ có thể kiềm chế nó được một lúc thôi. Nếu mà nó thoát được thì không ai có thể trị được nó đâu. Hèn chi người trong nghề nói nó là một cường thi lợi hại, đúng là danh bất hư truyền. Trời, đây là phân của con chim. Phân chim thì có gì đâu. Đúng là đồ tốt thật. Ông Mập, tôi đi chợ một chút, tí nữa bà Mai tới, ông tiếp giùm tôi nha. Lần trước bà ấy đã đến rồi còn gì. Nhưng mà cái thằng lần trước, ông nghe tôi nói đi chứ. Vợ, cái thằng lần trước nó mạn hỏa, mà Tiểu Hoa nhà mình lại mạn thủy. Thủy hỏa làm sao mà sanh con? Thời đại đã khác rồi, trai gái thì cũng vậy mà thôi. Tôi nói mạng của nó khác nhau. Thôi không được đâu, tôi phải lo công việc của mình mới đã. Ông Mập, ý tôi muốn nói là cho dù không có rảnh thì tôi cũng tiếp bà Mai. Vậy là được đấy, tôi sẽ trở về ngay thôi. Đi cầu thang vẫn an toàn hơn. Lão già nhất định phải thí nghiệm thêm một lần nữa sao? Lần trước Tiểu Minh đã thí nghiệm rồi còn gì? Tiểu Minh công lực không đủ, tư tưởng chưa có chứng chạm, cho dù có giao lưu với cương thi thì cũng không thể điều khiển được cương thi. Còn ta thì khác, nếu ta giao lưu được với cương thi thì sẽ tuyệt vời. Lão già, bộ lão già không tin tưởng vào trí tuệ của tôi sao? Qua năm 15 thì ngươi sẽ trở thành người rồi, lúc đó ai giúp ta? Lão gia, ông không sao chứ? Lão gia, có phải bắt đầu từ bây giờ không? Để xem ta biểu diễn đây nhé. Đi. Lão già, thế ông muốn nó làm gì? Nhảy. Hợp gia công chi, hợp gia cây, hợp gia mổ chi, hợp gia cây, hợp gia xảo chi, hợp gia cây. Lão già, ông bị nó khống chế à? Ai nói mà?
媒婆好，人说媒婆妙，谁知媒婆苦处是真不少。新娘床上叫，媒婆听了心里跳，孤枕独眠我不要，抱个情郎度春宵，度春宵。đi bộ suốt cả ngày đúng là mệt cho bà Mai quá. Lão già, hình như ông bị nó điều khiển. Đương nhiên là không rồi. Tao đang bắt chước nó cho bố. Có ai ở nhà không nào? Bà Mai đến kìa, mày coi chừng nó nha. Tao sẽ quay lại ngay. Đừng có đụng vào. Coi chừng đó, đây không phải là chuyện chơi đâu. Sao kỳ vậy? Không lẽ ép phiên ngược? Này, ở đây có người không vậy? Có người không vậy? Chết rồi, không lẽ mình bị cương thi khống chế? Xin chào, lão gia. Bộ lão gia biết kinh không hả? Từng một cái bay cao dễ sợ. Vợ của tôi không có nhà, tôi đến để tiếp cô. Chính vì vợ của ông không có nhà gì vậy tôi mới đến đó. Ông muốn cái gì vậy? Để tôi đi rót trà cho bà nhé. Khỏi, uống sữa cũng được mà. Uống trà khỏe hơn. Vậy thì cho trà sữa không lấy đường nha. Ôi mẹ ơi, chắc cha này có ý đồ với mình. Được, nhưng cái lúc vợ ông không có ở nhà, mình phải giải quyết. Mời dùng trà. Cảm ơn lão gia nha. Lão gia ơi, đừng mà, đừng dữ địa mà. Thằng cha còn vui hơn mình nữa. Xin lỗi nha, tôi không khống chế được mình. Lão gia, ông là người đã có vợ, còn tôi là gái chưa có chồng. Nếu mà lửa gặp rơm, lâu ngày không bị cháy thì cũng bị nám đó. Xin lỗi nha, tôi không biết phải giải thích với bà như thế nào nữa. Chết rồi, chắc là tại mình nói to tiếng quá, vì bị ông mới sợ. Không được, phải mỏng một chút mới được. Thì cũng không trách được lão gia đâu. Con người chứ đâu phải là cây cỏ đâu mà vô tình. Hay là mình nói chuyện tâm sự một chút nha. Bà Mai à, đứng lên đi. Hãy nhìn em đi. Nào, đừng sợ, đừng mắc cỡ nha. Từ từ thôi. Tôi bảo ông giúp gia tôi chứ đâu phải bóp cổ tôi đâu. Mà vui vẻ. Không cần phải kêu người, tôi không có phản ứng gì đâu. Đánh gục nó đi. Cưỡng hiếp. Chết rồi, ông ấy đã bị mình làm ngất đi rồi. Cục mỡ đưa đến miệng mà cũng còn bị mất. Đúng là. Bà Mai à, bà đi đâu vậy? Chồng của bà chắc là bị bệnh rồi đó. Bà không biết hay sao? Bộ mình bị trúng tà thật rồi hay sao mà lại bị cương thi điều khiển vậy? Thế nào, lại nhớ đến sư muội phải không? Ai mà nhớ cô ta chứ? Mạng của cô ấy là hồ ly tinh suốt đời không lấy được chồng đâu. Làm gì lại nói người ta? Nói một chút cũng không được à? Thế nào, đau lòng hả? Có phải tình chưa dứt không? Đâu có đâu. Bà giỏi hơn cô ta thì tôi đâu có thương cổ. Tôi đổ ông cũng không dám đó. Sư muội điểm nào cũng giỏi hơn bà. Giọng nói thì ngọt ngào, tướng tá thì mỹ nhon, còn con người thì hiền lành. Không hiểu tại sao tôi lại cưới bà.
你承认啊？Ông thừa nhận hết rồi phải không? Cô ta giỏi hơn tôi ở điểm nào? Tại sao không lấy vào cổ bà lấy tôi? Tại sao mình lại nói thật ra hết trơn vậy? Ông nói đi. Bà thì khác, bà chỉ có một điểm mà đánh đổ hết tất cả mọi điểm ưu điểm của cô ta. Điểm nào? Cái tướng của bà tốt, số của bà sướng, vì vậy tôi cưới bà. Ông đúng là đĩ miệng thật đó. Đừng có nghĩ đến cô ta nữa nha. Nếu không tôi không buông tha đâu. Sư huynh, sư muội à, đừng có lạm dụng cái món thiên lý truyền tín hiệu, coi chừng sẽ hại dương khí đó. Lần này em đến đây để cho anh biết thiên hạ đệ nhất mau muốn hại anh đó. Anh đã bắt cái con cương thi đó nổi tiếng gian danh, hắn ta không phục khí, anh phải cẩn thận hắn đấy. Khí sắc của anh tệ như vậy hay là anh đã trúng tà rồi? Đâu có. Sư huynh à, ngày xưa chúng ta là thanh mai trúc mã, anh có chuyện gì thì em nhất định sẽ giúp anh. Không cần đâu. Anh vẫn còn cứ sợ vợ như ngày xưa, ăn nói gì mà nhỏ xíu vậy? Sợ cô ấy nghe? Đâu có, anh chả sợ ai cả. Ông nói ông không sợ cái gì? À, tôi coi coi bà có bước ra hay không. Chả biết ông đang làm cái gì nữa. Mày quá. Sư huynh à, vì mà anh nói anh không sợ vợ cổ mà ức hiếp anh hả? Em không chịu đựng được đâu. Đâu có gì đâu sư huynh, chẳng qua là tôn trọng cổ đi thôi. Người ta thường nói là một câu nhịn là chín câu lành mà. Không được, em phải nói lý lẽ với chị ấy. Thôi đừng có phê bình gì cả. Nè, ông lảm nhảm cái gì vậy? Ông lảm nhảm gì với cái thùng mà nước rửa chân đó? Thế nào? Ông xúc miệng à? Ông lấy nước rửa chân để xúc miệng à? Ông bị điên rồi hả? Đâu có, tôi muốn thử coi cái nước rửa chân nó có hồi hám hay không. Thôi đi ăn cơm. Dạ. Sư muội à, thôi đừng nói nữa nha. Có chuyện gì để mai mốt nói nha. Không được. Không được thì cũng phải được thôi. Hôm nay sư huynh không có rảnh. Vậy nha, bye bye. Chỗ nào có nước là em sẽ xuất hiện chỗ đó. 今天的汤不错哦，很好喝的。 Mấy cha con thích uống canh lắm cơ mà. Tôi vớt hết cái ra chỉ chừa lại có nước thôi đó. Canh, canh tức là nước rồi. Ông lảm nhảm cái gì vậy? Lại nhớ đến sư muội rồi phải không? Sư muội của ông biết làm cái gì? Có biết nấu canh không? Tôi nấu canh suốt ngày để cho ông uống đấy. Bà, bà hãy nhìn vào mắt của tôi đi. Nhìn cái gì? Nhìn vào đôi mắt của tôi kìa. Bà có thấy gì không? Tôi thấy kìa. Tôi không phải nói chuyện đó. Cái tô canh này chứng tỏ cái tình yêu của bà đối với tôi. Còn ở đây mà ông nói gì nghe kỳ vậy? Sợ cái gì chứ? Có ý đồ thâm độc, dương đông kích tây, cấm mồm. Bà xã, để đáp lại tình yêu của bà, tôi sẽ chén hết tô canh này, bỏ ra. Nhìn cái gì? Ăn cơm.你干嘛？什么不好学？学你爸爸的满身抖，福气都给你抖掉了，让臭小子吓死了。不是我，也不是我，我不会抖。 又惨了，师妹，真的来了！哎呀，快点想招，快点想招啊！有没有招？师妹，尝尝味道，淡了一点，加点盐吧，加点盐吧。哎呀，那不是盐巴，那是胡椒粉呐！胡椒粉也一样。什么一样？那很辣的。咱们跟胡椒粉这么喝啊？正好。哎呀！打喷嚏转过头去嘛，就这样的对着碗，哈气哈气哈气，太不卫生了嘛！哎，老爸，你把汤里打哈欠，那我们怎么喝啊？是，不用喝，你把我全喝光了。喝光就喝光，我吃点亏，照单全收。是，是不是？这喷嚏打的连汤都要回声了，以后啊，你们要注意卫生。哇，你真的喝啊！ 给过。老爷，是。Nước để lão già.
Ăn cơm. Lão gia, nước đây, đi chỗ khác. Lão gia, nó rung. Phải tay mày rung nó thôi. Tô nước rung. Rung hả? Rung thì tao uống. Cha còn uống nữa à? Lại uống à? Lão gia, nước đây. Sao mày lại quăng thao nước xuống đất vậy? Xin lỗi lão gia. Thôi ra ngoài đi. Thôi, không có gì, ăn cơm đi. Ăn cơm. Bộ người chết rồi hả? Bà nói cái gì đây? Chị đừng có độc ác như vậy. Cái chiều này gọi là thiên lý truyền chân. Chỗ nào có nước là chỗ đó tôi sẽ xuất hiện. Không bình. Đứng lại. Gì thế? Hèn chi lúc nãy ông lại lảm nhảm trước cái thùng nước rửa chân. Hèn gì nãy giờ cha cứ uống nước mãi như thế. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Lão gia, tao cũng nhìn thấy gì vậy? Mày nhìn thấy là tao chết luôn đó. Dám giỡn mặt trước mặt của tôi à? Tôi đâu có giỡn mặt gì đâu. Chúng tôi là quang minh chính đại. Chính trị đã ép sư huynh như vậy. Kể cả gặp mặt cũng không cho. Như vậy buộc lòng phải dùng thiên lý toàn chân. Quan hệ với nhau bằng tín hiệu thôi. Tín hiệu cũng không cho. Tại chị không đẹp, vì vậy chị mới không có tự tin. Nhưng mà sư huynh yêu chị như vậy, chị phải tin sư huynh chứ. Đúng đấy, cô ta nói đúng đấy. Vậy có nghĩa là ông nói tôi xấu chứ gì? Tôi đâu có nói bà xấu. Tôi muốn nói bà là phải tin nó thôi. Bà không tin mình xấu thì cũng nên tin sư huynh chứ. Tiếp tục như vậy đổ vỡ hạnh phúc gia đình lắm. Hãy cúp đi. Lần này cha bị đòn rồi. Đừng sợ. Lúc nãy em cất cây roi rồi. Nhưng mà sáng nay tôi thấy bà chủ mua một khúc cây về đó. Cây à? Phen này ổng nát gáo rồi. Ban ngày thì cho ma ăn, ban đêm thì phải đi tuần chán thật. Anh hù em hả? Em sợ quá. Tôi muốn ăn nhang. Làm ma mà còn đòi ăn nhang. Thôi đi, chúng tôi không có mang nhang. Chơi nó đi. Ăn đỡ đất đi. Đợi ngày mai hẳn ăn nhang. Tao đã nói với mày rồi. Mày mà chọc giận tao, tao đánh mày đó nha. Liễu hồn. Thôi nào, nó chỉ đùa thôi. Kể cả tao mày cũng chơi à? Tôi không xa. Tao sẽ dùng bùa để bao vây mày. Bước ra đi, không xa. Mau ra. Đã bảo không xa mà. Mày không ra phải không? Tao sẽ dùng pháo đài để tống mày ra. Cho mày khỏi đầu thai để xem mày sợ hay không. Để xem ngươi làm sao thoát khỏi được những lá bùa này. Ngươi còn cười nữa à? Tiểu Minh, giải quyết nó. Anh đúng là vô dụng thật đó. Để tôi. Nó đi đâu rồi? Đừng sợ. Có bùa mà. Bùa. Bùa đã nát hết trơn rồi. Quần áo tôi đâu? Đâu rồi? Mẹ kiếp. Tao sẽ lấy bùa để trói mày. Tao sẽ lấy kim cang để đánh mày. Cha ơi, coi tụi bay kìa, bảo tụi bay đi tuần. Thế mà tụi bay lại thả ma ra. Thế làm sao đây?
Tôi không sợ các người đông người đâu, tôi sẽ dùng thuật tàng hình. Cha ơi, mất tiêu rồi. Đừng sợ, cha sẽ dùng thiên lý nhãn, cha sẽ nhìn thấy nó. Không lẽ ông không nhìn thấy mình? Bây giờ tôi sẽ chơi ông. Cha ơi, đừng bao giờ bức mây động rừng. Cha làm gì đi? Cha đang luyện khí. Luyện khí để làm gì? Để hù ma nhát quỷ. Hù ma nhát quỷ. Chết rồi. Không lẽ xui xẻo như vậy sao? Trời, tại sao cha lại nằm xuống đất? Khoan đã, ma nó nằm dưới đất. Ở dưới đất à? Tránh ra. Lần này tao bắt mày được thì mày biết tại tao. Cha ơi, cha đang làm cái gì vậy? Cha ngửa lưng. Cha ơi, cha lại làm cái gì nữa đi? Mày nhìn là mày biết rồi, mà còn hỏi cái gì nữa? Cha làm gì kỳ đi?你个死三八，我烫点了你！哼，我烫你个小人头，烫到你有气没地方出，我烫你个小人脚，让你裤子穿不了，我烫你！老婆，啊，来吧。老婆，啊，哎，不行了，不行了，哎，老婆，你替我做一下。哎呀，什么做一下？晚上再做嘛。哎呀，我的意思是让你替我做一卦。 Con người có chia làm ba phần: thượng, trung, hạ. Từ cổ tới bụng là thượng đình. Thượng đình của hắn là kim, còn ông là hỏa. Vàng thật mà cũng phải sợ lửa. Trung đình của hắn là mộc, còn ông là thổ. Mộc kỵ thổ đi. Hạ đình của nó là thổ, còn ông là thủy. Nước gặp đất là đất tan, thổ kỵ nước. Đúng vậy, ngũ hành của hắn hoàn toàn hơn ông và khắc ông. Ông là người cõi dương, hắn là người cõi âm. Vào cái đêm ông đi bắt ma, giờ, ngày, tháng, năm cùng với bổn mạng của ông hoàn toàn ngược hẳn lại. Cho nên từ cái đêm hôm đó đến giờ, ông luôn gặp chuyện xui xẻo.你白天不能晒太阳，晚上不能照月光，真气逆转，头重脚轻，好危险的。这么严重啊？还有啊，要吃软饭，不然的话很容易噎死。还有什么？这还是小忌，还有三大忌。第一忌口舌，跟人说话千万别顶嘴，尤其是你老婆我。那我呢？第二忌女色。我找师妹帮我画符驱邪算不算犯忌啊？当然算了。 不过你还要记小人呢，我这辈子除了天下第一谋之外，还真没什么小人。我说你师妹是小人啊，你胡扯瞎扯吧你！你敢顶嘴，我刚说完你就忘了。小花，哎，我们去买荔枝柴和公鸡血，把铜甲石烧了它。鬼谱，你跟少爷看这老爷，别让他出去啊。Mẹ ơi, con đã tính cho cha rồi, cha chỉ kỵ tiểu nhân mà thôi. Không nói như lúc nãy thì ông đâu có sợ, lúc nào cũng cãi vợ. Cha xưa nay, lúc nào cũng sợ mẹ mà.
chắc chắn là phải nhờ sư muội giúp mình. Cha, cha sợ phải không? Vâng, ta sợ ma tìm tao để trả thù. Nhưng mà không cần phải sợ, có mày rồi. Con à, con thì cũng được thôi. Nhưng mà nhờ sư cô đến giúp cha mới được cả. Mày nói đấy nha, mày phải giải thích với mẹ mày đi. Giải thích với mẹ thì thà giải thích với ma còn sướng hơn. Để con đi tìm sư cô. Mình đúng là vô dụng. Con của mình nó không biết tẩy mình. Con của mình mà nhầm nhò gì. Mắt nhảy, lão già, mắt nhảy là tiểu nhân tới. Chết rồi, sư muội nói để nhất mau nó thù mình. Để nhất mau mà đến, nó sẽ giết ông ngay đó. Tao sợ hắn à, công lực của ông đã yếu rồi. Đừng sợ, tao sẽ sử dụng cái chiêu người ma hợp nhất. Vậy là ma phải nhập vào người à? Ma nhập vào người là ma khống chế người. Để nhất mau nhìn một cái là biết thôi. Nhưng đây là cái chiêu người ma hợp thuật, là người và ma hợp tác với nhau, tương trợ lẫn nhau, cùng phát huy công lực. Lão già, con chóng mặt quá. Giờ phút này mà chóng mặt cái gì? Tập trung tinh thần. Không lẽ nó tới rồi? Để nhất mau, ta biết ngươi rồi. Lão già, giải quyết nó đi. Khổng Bình, đã lâu không gặp mà tánh của ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi đã đối ngược lại rồi. Chính ngươi không thay đổi đấy, để nhức mau. Thì có gì đâu, đây là gọi là xuất kỳ khắc thắng mà. Ngươi còn độc ác hơn ta. Cái chiêu này gọi là cải kỳ bất bại. Tùy ngươi, ngươi đâm ta. Chơi khí công hả? Ta đạp ngươi. Ta chọt ngươi. Hiệp thứ nhất coi như quên, đây là hiệp thứ hai. Ảo thuật xuyên tường do David Copperfield dạy ta đấy. Qua đây. Mà vui vẻ, ngươi có được không vậy? Chuyện nhỏ. Để một miếng thép ở đây, cho dù hắn có qua thì hắn cũng phải lỗ mũi ăn cầu thôi. Nào, không dám qua đây hả? Mà vui vẻ, đừng sợ, cứ việc tấn vào đi, có con mà. Lần này người chết chắc rồi. Mình qua rồi, qua được rồi. Được rồi. Để nhức mau. Đâu rồi? Hiệp thứ ba, thi uống rượu. Rượu tây của tôi thế nào cũng ngon lành hơn cái ngũ gia bì của ông đấy. Mời. Lão già, chắc ăn rồi. Tửu lượng của hắn không bằng con đâu. Cho hắn xỉn đi, nhanh lên. Khổng Bình, chịu hết nổi rồi phải không? Lão già, con hơi chóng mặt, rượu mạnh quá.
Lợi hại chưa? Ngươi tưởng đây là rượu thường hả? Đây là rượu bùa đấy. Rượu bùa. Lão gia, con chịu hết nổi rồi. Mày tìm cách ra ngoài lấy thuốc giải rượu. Con đi đây. Lão gia, con ra không được. Mày nghĩ cách nhảy ra ngoài đi. Khổng Bình, anh sai rồi hả? Còn lâu tôi mới sai. Nào, nhìn lên đi. Ngươi không nhận mình sai có nghĩa là chưa sai. Chưa sai có nghĩa là muốn đấu với ta. Ngươi tưởng ngươi làm được, ta không làm được sao? Ta không được gì? Ta không chết không được rồi. Muốn bay hả? Ta cũng biết bay vậy. Bay, bay. Mà gì vậy? Mày ráng cầm cự nha, đừng thả tao xuống nha. Thế nào, còn có trò gì nữa không? Lão gia, con chịu hết nổi rồi. Mệt quá. Lão gia ơi, con nhảy ra ngoài không được. Quá dễ dàng. Không sao. Chúng ta thử đụng tường đi nhé. Tôi sẽ cho các người biết Mao Sơn Thăng Phong Câu. Tôi cũng lên được vậy. Cao như bị mà cũng dám nhảy à? Không được, mình phải chịu chơi mới được. Đợi đấy. Ăn đèn cây. Trúng tà rồi. Trúng tà. Người ma hợp thuật. Người hãy thả ta ra đi. Thế nào, ta đã giam ngươi lại rồi. Ngươi không chơi lại ta đâu. Ngươi muốn gì? Nghe nói ngươi đã nhặt được một cây cương thi ngàn năm, phải không? Đúng đấy. Nhưng ngươi không thể lấy được đâu nha. Ta không lấy, mà ta cướp. Hãy từ từ nằm trong đó đi nha. Để nhức mau, đừng. Ngươi đừng có đụng vào cương thi của ta. Nguy hiểm lắm. Để nhức mau, quay lại đi. Tử khí rất là nặng, nó có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái tay Khổng Bình này trình độ kém thật đó. Đúng là chả ra làm sao. Bỏ hết mất cái chuyện này đi. Dẹp. Bỏ. Đây là cái trò gì đấy? Chả ra làm sao. Cái con cương thi này đúng là thuộc loại chánh phẩm. Tuyệt vời. Đây là cương thi của cương thi. Chỉ có đồ nghề của mình mới thuộc về loại thượng hảo hạng thôi. Mang nó về từ từ nghiên cứu. Mẹ kiếp, sao mà nặng thế?
cái gì rớt vô đầu mình vậy? Chết mình rồi. Tao cưng mình như trứng mà mày xử tao như bèo. Nếu như người đó không đủ tư cách thì ta cũng không cần nhân cách. Mày muốn hút máu của tao, muốn ăn thịt của tao. Bây giờ tao sẽ cho mày biết mùi lợi hại của Mao Thuật Phong Sơn. Tao giết mày. Mày tưởng chỉ có mày mới biết bóp cổ thôi hả? Tao cũng biết bóp vậy.
回这边。Để nhất báo, cái con cương thi này đúng là cực kỳ lợi hại. Liệu chiêu này có được không sư cô? Cái chiêu liên hoa kim châm này không cầm cự được bao lâu đâu. Chúng ta phải tranh thủ đi vẽ bùa trừ tà mới được. Vâng. Trời, vậy còn con làm gì? Con đứng ở đây. Con đứng ở đây hả? Đứng ở đây để làm gì? Hay là cho con đi cùng đi? Thôi đi nào. Có chuyện gì thì thông báo cho tao biết. Sao không có người đây? Đúng đấy, cha con đâu rồi? Hãy nhìn kia. Người đứng đây làm gì? Bảo vệ cho lão gia và sư cô. Sư cô, phải cái cô hôm hổm không? Đúng đấy. Người làm gì đó? Bà chủ ơi, bà không được vào đâu. Sư cô nói không được vào làm phiền cổ. Người hãy tránh ra. Sư cô, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ta không trách người, chỉ trách người này thôi. Chị có biết không, chị xâm vào đây chẳng những làm cho chúng tôi phí công, mà tí nữa đã tẩu hỏa nhập ma đó. Tôi chả biết gì cả, tôi chỉ nhìn thấy hai người xà nẻo ở đó mà thôi. Chị nói bậy, tôi chỉ vẽ bùa trừ tà cho sư huynh thôi. Tôi đã mặc quả tang rồi còn dám cãi nữa? Đừng cãi nữa. Cương thi đã giết chết để nhất bao, tí nữa là tôi mất mạng nhờ sư muội đến cứu đó. Nghe chưa? Các người thông đồng nhau, nói gì mà chả được. Chết rồi. Sư cô ơi, bùa phép của sư cô cầm cự không nổi rồi. Còn cương thi nó tỉnh lại, nó hút hết máu của đệ nhất mau, bây giờ nó đang đến đây đó. Thì sao là có thật cả? Bây giờ bà tin chưa? Sư bụi. Tiểu Minh, con và Tiểu Hoa lấy máu gà và khỉ mục đi đối phó với con ma, kéo dài càng lâu càng tốt nhé. Đi đi. Sư bụi à, anh nhanh chóng dễ bùa giùm anh để anh nhanh chóng khôi phục nguyên khí để đối phó với con cương thi. Lúc nãy chỉ vào trong đây làm hết mực rồi, mực khô hết trơn rồi. Thế phải làm sao mới có thể biết được? Thì cũng dễ thôi, chỉ chịu khó thè cái lưỡi ra. Cái gì? Còn la cái gì nữa, mau thè lưỡi ra đi. Xin lỗi nha, bị lem rồi.
đi đi. Còn nữa, không được vào nghe chưa? Nếu không thì lại hết mực bây giờ. Mẹ kiếp, thừa lúc đục thả câu, để coi cô làm được cái gì. Lạ thật. Sao chả thấy động tĩnh gì cả vậy? Vô lý, lúc nãy thấy ở đây cơ mà. Sao bây giờ im re vậy? Cơ đừng nói nhiều, mình vào trong đó đi. Máu gà, quỷ bụng, chết rồi, chạy thôi. Sư muội ơi, anh chịu hết nổi rồi. Sư huynh ơi, anh đừng có động đậy mà. Đó là bởi vì vợ anh quá dữ. Nếu như vợ anh mà không dữ thì anh đâu có sợ cổ. Anh không sợ cổ thì anh sẽ không sợ nhột. Mà anh không sợ nhột thì nãy giờ chúng ta đã xong việc rồi. Tại vợ anh đó, anh hãy ráng chịu khó một chút nha. Đúng là chịu hết nổi. Bà chủ ơi, bà chủ hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Mày đứng đó làm gì? Mau đi tìm Tiểu Minh và Tiểu Hoa đi. Sư huynh, ở đó có nhiều ma lắm. Anh cũng là ma mà, đi qua bển đi. Mẹ ơi, còn ma vui vẻ đâu, đi dàn xếp với ma rồi. Thế nào rồi, ma vui vẻ? Tụi nó dữ quá, không dàn xếp được. Vậy thì mau vào đây đi. Mau vào đi. Mau chui vào đây. Tỉnh ra, tỉnh ra đi. Đừng có qua đây nha, đi chỗ khác chơi. Đi. Tiểu Hoa, con qua đây. Đưa cái lưới cho mẹ. Đi con có thể lấy cành cây mà đánh ma mà. Mẹ phải đi cứu ma vui vẻ. Nhanh lên. Căn nhà này ra cho ta. Ma què mà cũng dám đến quậy. Kim đồng ngọc nữ, đúng là thiên tác chi hợp, đúng là trời xanh một đôi. Em trước anh sau, anh bắt em giết. Sư muội, mùi vẫn nhẹ như ngày nào. Mình đi khóa cửa đi. Nè ông Mapa, ông làm cái quái gì vậy? Người ta làm phép bắt ma đấy, chị có hiểu không? Tôi cũng biết đi. Nè chừng, Tiểu Minh, Cương Thi đâu rồi? Chắc là nó đi lạc rồi. Vậy là thiên hạ thái bình rồi. Sư mẹ,
Sư muội à, dùng âm dương kiếm pháp đối phó với nó được không? Được. Vậy tôi làm cái gì? Bà làm bia đỡ đạn đi. Trung chỉ huyết dẫn can dương, trung chỉ huyết dẫn can âm. Thuận ứng âm dương, bảo kiếm khai quan. Song kiếm hợp lực. Ông Mập à, tội quá, đổ mồ hôi kìa. Chết rồi. Tại sao lại thế này? Lại là chị nữa. Chị toàn là phá chuyện không à. Chết rồi. Bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Lão gia, chúng ta phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Theo chị thì làm sao? Thế theo con nói làm sao thì làm sao vậy? Tiểu Minh, Tiểu Hoa, hai cháu lên lầu lấy lá bùa lớn, từ trên nhảy xuống ôm chặt con Ngưng Thi. Nhảy xuống đây hả? Dạ. Sư huynh, mau vô nghĩa, tôi đến bên ba hai người mở cửa nha. Tôi sẽ dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng của nó. Nếu còn tôi, chị đứng phía sau của tôi. Đứng phía sau để làm gì? Làm bia đỡ đạn. Một, hai, ba, nhảy. Thì giúp cho. Ông xã, em tới đây. Chọt như vậy vô dụng thôi. Thấp xuống một chút. Thấp xuống một chút. Chọt mạnh lên. Hết pin rồi. Mẹ, để con giúp cho. Ôi, gớm ghiếc quá. Nguy hiểm lắm, đừng có bước ra ngoài. Vì sao? Sư muội, có chuyện. Sư muội. Nó sợ tấm hình. Tại sao? Tôi biết rồi, khi nó nhìn vào tấm hình, đó là lúc thần đất lệnh chi giờ. Chúng ta cùng nhau hòa khí, giao hòa dạng sự hưng. Nó sợ linh khí của tấm hình này. Nhưng mà chỉ có thể làm cho nó dừng lại chứ đâu có tiêu diệt được đó. Chúng ta phải hợp nhất như là tấm hình vậy. Phải tăng cường linh khí. Cả nhà cùng cười. Này, cô không phải là người trong gia đình này. Đâu có sao, có cô ta thì không còn linh nghiệm nữa. Tiếp tục cười đi.
你又不是那宝老哥真渣干嘛滴滴ông muốn cái gì muốn vợ bé cái gì cầm mồm đi cười đi khi không ông có thêm bà nhỏ tôi đâu có chịu mẹ nín đi hữu sự thành song mà có thêm một người giúp việc có phải tốt hơn không cười đi không cười cười đi không cười cười đi mọi người không cười chạy đi thanh niên đi cầu thang đợi tôi với quá trọng lượng quy định rồi xuống đi sư muội mặc kệ đó sư muội chạy đi nhanh lên nhanh lên bây giờ phải làm sao chỉ còn có một cách duy nhất là điều khiển con cương thi nhà mình chị à tiểu bình đi chuẩn bị đi các người đi qua bên cầu thang ngươi cũng vậy đi đi bích cầu thang lại sư cô làm sao lên một mình sư cô có được không sao lại không được chứ nó chạy lên rồi kìa để đồ như bị làm sao tôi lên cô hãy nhẫn nại một chút đi chắc là sư cô chịu hết nổi rồi mình đi cứu cổ đi không phải là công cứu phải đợi cha con lo xong cái vụ kia rồi mới cứu được ông mập bà xong chưa sắp xong rồi thấy chưa cô chịu khó nhẫn nại một chút nữa nha mẹ kiếp rốt cuộc cũng đã lên được rồi bà thật là độc ác á tại sao lại bỏ tôi một mình ở dưới tôi đâu phải độc ác đâu tôi cũng vì đại cuộc cái con khỉ bà muốn trả thù tôi thì có đi ai trả thù nào cái thằng cương thi nhà mình được đấy vừa khỏe mạnh vừa linh hoạt cương thi ngủ là đệ nhất lực sĩ của thanh triều lại là trai thơ không thể thấy được thế nào bị người ta phá thân rồi chết rồi nó chịu đựng không được cương thi ngủ và tiểu minh đều là trai thơ dương khí quá nặng phải bổ sung âm khí tôi được đấy mày đâu phải là phụ nữ nhưng tôi là ma mau vô vậy mau nhập vào người của kinh thiên ngũ để tao cầm cự ở đây giải quyết nó đi Thank you.
nó dở thật đấy. Cương Thi sợ điện. Vâng. Ma vui vẻ, mau chạy đi. Người bị điện giật thì không thể đầu thai được đâu. Mau bước ra đi. Lão già mặc kệ tôi. Ma vui vẻ, người đã đợi 20 mấy năm rồi. Vài ngày nữa là cơ hội đầu thai của ngươi. Mau chạy ra đi. Mày đánh lão già của tao, mày đánh bà chủ của tao, mày đánh tiểu thư của tao, mày đánh cậu chủ của tao, tao không tha cho mày đâu. Ma vui vẻ, mau ra đi. Không được, tôi không thể thả nó ra được. Nó mà bước ra thì cả nhà của ông mất mạng đấy. Ma vui vẻ, ra đi, ra đi. Các người mặc kệ tôi, hãy chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Vui vẻ. Ma vui vẻ. Quý phụ. Lão già. Quý phụ. Ma vui vẻ. Người bình an về đây thật là hay đó. Lão già, ta tự người không có cơ hội để đầu thai. Tôi không muốn đầu thai để suốt đời sống cùng với lão già. Được đấy, có được không bà chủ? Được, có được không bà chủ? Cái gì? Thì cổ cũng là bà chủ vậy. Không được. Cười một cái đi. Cười đi.